quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Lâm Khánh Chi bị co giật vì uống thuốc quá liều giữa nghi vấn chia tay chồng trẻ kém 8 tuổi. Nữ ca sĩ xác nhận đã dọn về nhà bố mẹ ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống. Các diễn đàn giải trí đang xôn xao trước thông tin mỹ nhân chuyển giới Lâm Khánh Chi và chồng kém 8 tuổi Trần Phi Hùng gặp trục trặc tình cảm. Tin đồn xuất phát từ dòng trạng thái của Lâm Khánh Chi với nội dung: "Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta xâm vầy. Lâm Khánh Chi dọn đồ về nhà bố mẹ ở đây." Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi cách đây ít giờ nữ ca sĩ 40 tuổi còn vui vẻ chia sẻ hình ảnh mới chụp cùng chồng trẻ. Lâm Khánh Chi một mình dọn về nhà bố mẹ đẻ. Liên hệ với Lâm Khánh Chi, nữ ca sĩ cho biết cô đã dọn về nhà bố mẹ đẻ ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh được một ngày. Ông xã Trần Phi Hùng vẫn ở tại căn hộ tại quận 4. Về lý do dọn ra ở riêng, mỹ nhân chuyển giới cho hay hiện cô chưa thể tiết lộ được vì quá mệt, cần thời gian nghỉ ngơi. "Tôi bị co giật vì uống thuốc giảm đau quá liều. Lý do là qua giờ tôi không ăn uống gì cả nên rất mệt, người suy yếu. Môi tôi tím tái, tưởng đâu là không qua khỏi. May mắn là tôi không sao, chứ không đã nhập viện. Bố mẹ biết sức khỏe tôi không được tốt nên đã kêu về nhà nghỉ ngơi", Lâm Khánh Chi chia sẻ với chúng tôi. Cuối năm 2017, Lâm Khánh Chi tổ chức đám cưới với ông xã kém 8 tuổi Trần Phi Hùng. Ngoài ca hát, cô cùng chồng kinh doanh thêm về thời trang. Nữ ca sĩ thừa nhận quyết định chuyển giới của mình là đúng đắn vì được trở thành con gái thật thụ và được lấy người đàn ông mà mình yêu thương. Sau phẫu thuật chuyển giới để được sống thật với giới tính, Lâm Khánh Chi còn hạnh phúc lên chức mẹ. Khi sinh con từ tinh trùng lưu trữ trước khi cô chuyển giới và trứng của người chị dâu, mang sang Thái Lan nhờ mang thai hộ. Cuối tháng 1, 2019, Lâm Khánh Chi đón con trai về nước. Khi cậu bé được 4 tháng tuổi, mỹ nhân chuyển giới bất ngờ nhá hàng Chân Dung, thu hút sự chú ý của dư luận. Con trai của Lâm Khánh Chi tên là Trần Huỳnh Thiên Long, tên ở nhà là Kobe. Con trai rất quấn bố. "Từ ngày có con, anh Phi Hùng chồng tôi bớt chơi điện tử lại hẳn. Anh phụ vợ chăm con thức đêm cùng vợ lúc con ốm, có trách nhiệm hơn trong gia đình", nữ ca sĩ từng kể. Bị chê nhan sắc, Lâm Khánh Chi tung bộ ảnh lộng lẫy bên chồng trẻ. Một lần nữa, Lâm Khánh Chi lại khiến nhiều khán giả xôn xao trước nhan sắc đỉnh cao sau lần bị chê xuống sắc. Chủ đề về nhan sắc của Lâm Khánh Chi chưa bao giờ hạ nhiệt đối với khán giả bởi tình trạng nhan sắc lên xuống thất thường của nữ ca sĩ khiến nhiều người hoang mang. Nhiều lần Lâm Khánh Chi chứng minh là một mỹ nhân không ai sánh bằng, nhưng cũng có lúc cô bị chê bai khi nhan sắc xuống sắc trầm trọng. Lâm Khánh Chi lên hương nhan sắc sau dao kéo. Lâm Khánh Chi gây choáng với bộ ảnh mới cùng chồng trẻ. Mới đây, Lâm Khánh Chi thật sự khiến khán giả choáng ngợp trong bộ ảnh nhuộm sắc đen huyền bí cùng với người chồng trẻ điển trai. Người đẹp chuyển giới chính thức lấy lại hình ảnh lung linh thường thấy. Hình ảnh mới cho thấy Lâm Khánh Chi trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi 42. Chọn concept đen, vợ chồng Lâm Khánh Chi Phi Hùng bật lên một vẻ vô cùng sang trọng. Chưa dừng lại ở đó, đôi mắt Lâm Khánh Chi trong bộ ảnh mới có phần to và sắc hơn sau khi trải qua dao kéo. Cùng chồng trẻ chụp bộ ảnh vô cùng bắt mắt, Phi Hùng Lâm Khánh Chi cho thấy độ tương xứng trong những bức ảnh mới. Lâm Khánh Chi đập tan những lời chê bai nhan sắc. Có thể thấy hình ảnh mới nhất như đã đập tan tất cả những lời chê bai nhan sắc của Lâm Khánh Chi trong thời gian qua. Còn nhớ cách đây không lâu, Lâm Khánh Chi gây sốc khi xuất hiện với gương mặt khác lạ sau khi nhấn mí. Bức ảnh gây sốc với nhan sắc khác lạ của Lâm Khánh Chi thời gian qua. Ngay sau khi hoàn thành việc nhấn mí, Lâm Khánh Chi bị chê nhan sắc khá nhiều, chủ yếu là những bình luận về việc nữ ca sĩ lạm dụng dao kéo và dẫn đến những biến chứng trên gương mặt. Tuy nhiên, Lâm Khánh Chi giải thích đây chỉ là một tiểu phẫu nhỏ và sẽ không ảnh hưởng về sau. Lâm Khánh Chi cùng đôi mắt nhấn mí chưa lành hẳn. Hình ảnh mới nhất của Lâm Khánh Chi dường như đã thay lời muốn nói. Nhan sắc của cô thăng hạng sau khi nhấn mí và lối trang điểm cũng cho thấy độ trẻ trung. Đây chính là mục đích mà nữ ca sĩ hướng đến để đạt độ chín mùi trong nhan sắc. Sau 2 tuần Mai Phương ra đi, Ốc Thanh Vân bật khóc vì quá nhớ bản thân. Không dám nhắc nhiều đến cố diễn viên trong vài ngày qua, nhưng Ốc Thanh Vân cũng chẳng thể lừa dối nỗi đau tinh thần của bản thân vì sự mất mát này. Khoảng 2 tuần ngày Mai Phương qua đời, nhưng những thông tin ký ức về cô vẫn luôn nguyên vẹn trong lòng người thân cũng như khán giả khắp nơi. Bên cạnh đó, câu chuyện liên quan đến cô kéo dài vì còn có những điều xoay quanh đến cuộc sống của bé La Vi và Phùng Ngọc Huy. Ai cũng xót xa cho cô con gái còn quá nhỏ đã sống xa ba mẹ. Ốc Thanh Vân đau lòng vì sự ra đi của bản thân. Cách đây ít phút, trên trang cá nhân của nữ diễn viên vừa chia sẻ đoạn clip Phùng Ngọc Huy trình bày ca khúc "Điều kỳ diệu của đời con".
Những ca từ buồn bã về tình mẫu tử đã khiến cho Ốc Thanh Vân không thể nào ngừng nhớ về Mai Phương và nghĩ đến bé La Vi. Dù đã cố giấu nước mắt, không nhắc đến nhiều về người đã ra đi để cố diễn viên được yên nghỉ, nhưng bản thân bà mẹ ba con chẳng thể lừa dối chính mình rằng cô đang rất đau lòng. Ốc Thanh Vân tâm sự: tối qua xem đoạn clip cũ với em trốn vào toilet khóc, vừa bước ra các con hỏi ngay: mẹ nhớ cô Mai Phương đúng không? Ừ con, hôm nay nghe Huy hát lại khóc, không tự lừa bản thân được, xoa dịu nỗi nhớ bằng những yêu thương. Nữ diễn viên đã đi cắt tóc giống bản thân sau khi lo liệu xong tang lễ. Dù nhủ lòng rằng mình sẽ tạm buông mọi thứ để trở về cuộc sống bình yên, nhưng Ốc Thanh Vân vẫn không thể làm được. Cô xúc động khi nghe Phùng Ngọc Huy hát về tình mẫu tử. Ốc Thanh Vân sốc chết lặng khi nhìn thấy Mai Phương yên nghỉ. Từ khi Mai Phương mắc bệnh này cho đến ngày cô ra đi, đến một phương trời mới, thì khán giả vẫn luôn thấy Ốc Thanh Vân đồng hành lo lắng mọi chuyện. Vốn dĩ nữ diễn viên xem Mai Phương như người thân ruột thịt, dốc hết sức để chăm sóc. Rất nhiều khán giả trông chờ những phát ngôn từ bà mẹ ba con. Cô như đại diện tiếng nói và có sức ảnh hưởng rất lớn với người hâm mộ. Trong các câu chuyện liên quan đến mẹ con Mai Phương, khoảnh khắc Ốc Thanh Vân như chết lặng khi nhìn thấy em mình ngủ ngon đã làm không ít người rơi nước mắt. Dù bình tĩnh đến đâu đi nữa thì cô cũng không đứng vững nổi khi mất đi người mình dành nhiều tình cảm. Đã có không ít khán giả, nghệ sĩ gửi lời ngưỡng mộ Ốc Thanh Vân, bởi lẽ không phải ai cũng có tình cảm lớn đến mức hy sinh thời gian công sức và làm nhiều điều ý nghĩa cho đối phương. Mong rằng nỗi đau này của bà mẹ ba con sẽ sớm nguôi ngoai, dù biết cả cuộc đời rất khó tìm được những người bạn thân. Huỳnh Phương hé lộ không gian sống cực sang chảnh của Ngô Kiến Huy. Rất nhiều đồng nghiệp đã từng trêu ghẹo rằng nam ca sĩ là một đại gia ngầm của showbiz Việt, nhưng anh hạn chế khoe khoang tài sản. Ngô Kiến Huy là một trong những nghệ sĩ giữ được độ hot ổn định hơn 10 năm qua theo đuổi con đường nghệ thuật. Năm 2019 vừa qua, anh quyết phá lời nguyền nam ca sĩ một bài hit sau thành công của MV Truyền Thái Y. Không chỉ phụ thuộc vào việc ca hát, mà lịch làm việc của anh dày đặc nhờ vào các game show. Ngô Kiến Huy có được tính cách vui nhộn nên có thể làm MC tấu hài tham gia chương trình truyền hình thực tế. Anh vẫn luôn duy trì được độ điển trai qua nhiều năm. Cận cảnh căn hộ của nam ca sĩ, trong thời gian ở nhà mùa dịch thì Ngô Kiến Huy cũng như nhiều đồng nghiệp khác hầu hết đều khoe ảnh được chụp tại gia, và điều này phần nào hé lộ về không gian sống của nam ca sĩ. Nhờ siêng năng làm việc chăm chỉ chạy show mà anh sở hữu được căn hộ cao cấp hàng tỷ đồng, thiết kế nội thất bên trong cũng rất hiện đại, có cả phòng thu âm chơi game ngay tại nhà. Căn nhà của anh nằm trên tầng cao có ban công nhìn ra ngoài thành phố. Huỳnh Phương đến thăm Ngô Kiến Huy và quay lại clip toàn bộ nhà của Ngô Kiến Huy. Phòng khách được ngăn với phần bếp bằng một chiếc kệ trồng khá nhiều cây xanh. Anh vào bếp nấu ăn thiết đãi bạn bè khi họ sang nhà chơi. Phòng bếp được lắp đặt nhiều kính trong tổng thể rất sang trọng. Nam ca sĩ có đầu tư cả phòng thu âm chơi game ngay tại nơi ở. Khu vực bàn ăn khá sang trọng và đầy đủ ánh sáng khi thiết kế gương lớn và đèn thả từ trên trần nhà xuống. Ngô Kiến Huy ở yên tại nhà trong lúc giãn cách xã hội. Giọng ca Truyền Thái Y đã không nhận được công việc trong thời gian này và tuân thủ chủ trương ở yên tại không gian sống, không tụ tập đông người. Lúc này khán giả mới được dịp thấy nhiều hoạt động đời sống của anh hơn, như vào bếp nấu ăn, khoe ảnh tự sướng với cây cảnh ngoài ban công, chơi với thú cưng. Các fan lại có dịp trêu ghẹo khi các thiết bị điện tử anh sử dụng toàn màu hồng nữ tính. Anh hầu như ăn uống tại nhà và có thể tăng cân sau đợt này. Mỗi ngày nam ca sĩ có thời gian vui chơi với thú cưng. Anh còn hài hước cho biết mình dậy từ 5 giờ sáng để ra sân tưới cây. Ngô Kiến Huy tiết lộ niềm vui mỗi ngày bà Yummy nhà tôi bả mê tắm mới ghê. Sở dĩ nam ca sĩ sở hữu được không gian sống hiện đại cũng là điều dễ hiểu, bởi đây là thành quả cho hơn 10 năm làm việc không ngừng của Ngô Kiến Huy. Khán giả đánh giá cao ở anh khi không khoe khoang trên mạng xã hội, dù nhiều lần bị đồng nghiệp trêu ghẹo về chuyện tài sản, đại gia ngầm của showbiz Việt. Nghẹn ngào khoảnh khắc Phùng Ngọc Huy tháp tùng Mai Phương đi diện lúc bầu bì. Xem lại những khoảnh khắc Phùng Ngọc Huy tận tình chăm sóc khi Mai Phương đang bầu bì, người hâm mộ không khỏi xót xa nghẹn ngào. Mới đây dư luận và giới nghệ sĩ đã được thở phào khi cha ruột của con gái cố diễn viên Mai Phương là nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy đã lên tiếng khẳng định đã giành được quyền nuôi dưỡng và chăm sóc bé thành công. Hiện tại do vẫn còn đang vướng một số thủ tục giấy tờ pháp lý cũng như tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp diễn biến căng thẳng, nên tình cũ của Mai Phương tạm thời vẫn chưa thể về Việt Nam đoàn tụ với con gái La Vi Phùng Ngọc Thiên Như. Cũng vì lẽ đó, trong suốt một thời gian dài, Phùng Ngọc Huy bị mang tiếng oan là người bội bạc sở khanh.
Phương trách nhiệm với mẹ con Mai Phương, nhất là thời điểm sau khi nữ diễn viên qua đời. Rất đông cư dân mạng đã tìm vào trang cá nhân của Phùng Ngọc Huy để lại những lời thóa mạ, ném đá vô căn cứ. Điều này khiến cuộc sống của nam ca sĩ vốn đã chật vật nay lại càng lao đao, thậm chí còn có nguy cơ bị các nhãn hàng đang cộng tác hủy hợp đồng vì tai tiếng. Sau khi nhiều bạn bè lên tiếng bênh vực và minh oan, Phùng Ngọc Huy mới dần được dư luận dành thiện cảm. Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ lại loạt ảnh cũ khi dòng ca 8X chăm sóc Mai Phương rất tận tình, chu đáo vào thời điểm cô đang mang bầu bé La Vi. Đó là tháng 3 năm 2013, Mai Phương lần đầu lộ bụng bầu khi trình diễn trong một chương trình ca nhạc. Phùng Ngọc Huy khi ấy, dù đã chia tay bạn gái, nhưng vẫn quyết định quay lại để chăm sóc cô. Suốt buổi diễn, Mai Phương được người yêu lo lắng từng ly từng tí. Không chỉ tháp tùng bạn gái đi diễn, Phùng Ngọc Huy còn cẩn thận nắm tay cô khi lên xuống bậc cầu thang để đảm bảo Mai Phương không bị vấp ngã. Có thể thấy lúc này nữ diễn viên đang mang bầu ở những tháng giữa thai kỳ, vòng hai của cô đã lùm lùm thấy rõ, còn Phùng Ngọc Huy thì lo lắng cho cô rất chu đáo tận tình. Sau đó ở thời điểm tháng 8 năm 2014, dù đã chia tay Mai Phương nhưng Phùng Ngọc Huy vẫn chung tay cùng tình cổ để tổ chức buổi tiệc sinh nhật đầu đời cho con gái. Nam ca sĩ xuất hiện trong phần lớn buổi tiệc liên tục ôm La Vi trong tay. Phùng Ngọc Huy còn đặc biệt hát tặng công chúa nhỏ bài hit của nhạc sĩ Phan Đình Tùng, con gái nhỏ của ba tại tiệc thôi nôi của bé, khiến nhiều người ngậm ngùi xúc động. Trong bữa tiệc sinh nhật 1 tuổi của con gái, Phùng Ngọc Huy xuất hiện hát tặng ca khúc về tình cha con rất cảm động. Lời hát có câu rằng, con gái nhỏ của ba, ba thương con biết mấy. Thực tế bé La Vi vẫn luôn là một phần quan trọng của Phùng Ngọc Huy và anh không hề bỏ bê con như những gì anti-fan theo dịch. Trong suốt nhiều năm qua, nam ca sĩ mang tiếng oan là vô trách nhiệm, nhưng anh không lên tiếng thanh minh.